Hi, đến giờ soạn nhau rồi. À, ý mình là xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã đến với vlog của chị Google Dịch. Chắc hẳn các bạn đã nghe phần 1 của chuyện chung cư. Nay mình xin kể tiếp phần 2 của sự ức chế. Bạn có biết rằng mỗi tối mình cần một không gian yên tĩnh để nghiêm túc học với sự nỗ lực và tập trung để lên thách đấu. Thế mà thằng lồn phòng bên cứ nhạc sàn nó quẩy. Mình làm mình đéo thích, nhạc nhẹ nhàng trữ tình thì còn được. Thế đã đành đến đêm tối nó vẫn cứ bật. Định mẹ mày mở party, đéo rủ hàng xóm thì bật nhỏ thôi. Đến giờ ngủ thì tắt đi, để người ta còn ngủ. Vừa mất lịch sự vừa không biết phép tắc ứng xử gì cả. À, nhân tiện đây mình mời các bạn khi nào sinh nhật mình thì đến phòng chơi với mình nha. Mình sẽ bật EDM xuyên đêm cho các bạn quẩy. Đã ngủ thì chớ làm phiền, đang nằm yên giấc mà không yên nỗi lòng. Hu hu, các bạn biết khổ sở lắm không? Thân phận nghèo hèn thấp kém, đêm đêm nằm một mình một giường, mà còn nghe thấy tiếng cót két của giường phòng bên, tiếng hực rồi tiếng a a a ủa nữa. Cảm thấy thật trống trải trong lòng, không biết chúng nó làm cái mẹ gì, có để ý rằng bên này có người đang ép ai hay không? Thế đéo nào chúng nó cứ làm vào lúc này chứ, sao không làm ban ngày đi? Hu hu, nhục quá mà, tôi nhục quá mà. Các bạn có biết chúng nó làm gì không? Bình luận phía dưới xem ai nhiều like nhất nhé. Nhớ like và subscribe cho mình đấy.